Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tái khởi động các chuyến bay quốc tế thường lệ, bắt đầu từ các chuyến bay chọn gói combo giai đoạn 1 cho tới khai thác thường lệ vào tháng 7 năm 2022. Giai đoạn 1 trong quý 4 năm 2021 khôi phục các chuyến bay quốc tế chọn gói và thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến một số địa phương. Giai đoạn 2 từ tháng 1 năm 2022 thí điểm các chuyến bay quốc tế thường lệ chỉ chở khách có giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc có xác nhận khỏi bệnh COVID-19. Giai đoạn 3 dự kiến từ tháng 4 năm 2022 tùy thuộc vào tiến trình tiêm vaccine tại Việt Nam và sẽ triển khai các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hộ chiếu vaccine. Giai đoạn 4 từ tháng 7 năm 2022 khai thác chuyến bay quốc tế thường lệ theo nhu cầu tùy thuộc vào tiến trình tiêm vaccine tại Việt Nam và đánh giá về tính miễn dịch cộng đồng sau khi tiêm vaccine đại trà trong xã hội. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hơn 3,3 triệu người lao động đã nhận được hỗ trợ với tổng số tiền được giải ngân là hơn 8.000 tỷ đồng. Đã có trên 360.000 đơn vị doanh nghiệp sử dụng lao động được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1 xuống còn 0% với số tiền giảm gần 7.600 tỷ đồng. Chính những sự hỗ trợ kịp thời này đã giúp cho người lao động và doanh nghiệp yên tâm hơn khi các địa phương đã cho hoạt động sản xuất được tổ chức trở lại. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho đến hết tháng 12 năm 2020 là hơn 15 triệu người, giảm 153.092 người so với năm 2019. Đây là năm đầu tiên số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị giảm so với năm trước. Bộ trưởng kiến nghị đề xuất với Quốc hội tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát thực hiện luật bảo hiểm xã hội tại trung ương và địa phương, đặc biệt là các vấn đề về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, vấn đề về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội. Tiếp theo chương trình là một số thông tin về tình hình dịch COVID-19. Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, vaccine COVID-19 Hayat-Vax được sản xuất tại UAE, chỉ định tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, mỗi người được tiêm 2 mũi cách nhau từ 2 đến 4 tuần. Đặc biệt có thể sử dụng Hayat-Vax để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 là vaccine Sinopharm. Người bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào như là hoạt chất tá dược có trong thành phần của vaccine hoặc người có phản ứng dị ứng mạnh với lần tiêm vaccine này trước đó chỉ định dùng Hayat-Vax. Thông tin từ Sở Y tế Đồng Nai ngày 23 tháng 10 cho biết, tỉnh vừa ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 16. Trong đợt này, tỉnh triển khai tiêm 500.000 liều vaccine AstraZeneca. Thời gian triển khai tiêm từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10, tiêm cả ngày lễ và ngày nghỉ. Người dân đã tiêm mũi 1 ở cơ sở tiêm chủng nào thì tiêm mũi 2 ở cơ sở đó. Khoảng cách giữa hai mũi tiêm đối với vaccine AstraZeneca từ đủ 4 đến 12 tuần nếu người được tiêm đồng ý. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa ban hành hướng dẫn tạm thời về việc cho phép chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ hoạt động trở lại nhằm tạo điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Điều kiện để chợ hoạt động trở lại đối với những chợ tại địa bàn đang được cơ quan thẩm quyền đánh giá cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3 thì khách hàng phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định như là PC COVID, sổ sức khỏe điện tử để khai báo y tế khi đến chợ. Mới đây, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 128 về quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Một số tỉnh đã công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn để từng bước đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới. Các doanh nghiệp đã từng bước khắc phục khó khăn, linh hoạt thích ứng để bắt nhịp sản xuất. Các doanh nghiệp đang đặt quyết tâm lớn cho những tháng còn lại của năm 2021 để thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Với mục tiêu xuất khẩu 39 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021, 3 tháng cuối năm, các doanh nghiệp dệt may sẽ cực kỳ khó khăn, khó hoàn thành vì thiếu lao động, chuỗi cung ứng vẫn đứt gãy. Đã có đơn hàng đến hết năm, thậm chí đến quý 1 năm 2022, doanh nghiệp này đã lên các phương án tăng tốc như tăng ca để hoàn thành đơn hàng, bù lại thời gian nhiều nhà máy phải đóng cửa, ngừng sản xuất cầm chừng, không thực hiện được đơn hàng. Để mà hoàn thành những cái đơn hàng mà chúng tôi còn nợ đọng, chưa giao được hàng do nghỉ giãn cách trong suốt cái thời gian tháng 7, tháng 8, tháng 9 vừa qua. Cái điểm thứ hai nữa là lượng hàng từ nay đến trước Tết âm lịch, có nghĩa là đến hết tháng 1 của năm 2022, và một số khách hàng lớn của chúng tôi cũng đã đặt đến hết quý 1 của năm 2022. Hiện nay cũng có cái sự tăng trưởng cũng rất là cao. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi cũng đang tìm mọi biện pháp về tổ chức sản xuất, về nguồn lực lao động, về tuyên truyền cho người lao động để họ có thể tăng cái năng suất lao động trong những ngày, trong những cái giờ làm việc thông thường và làm thêm nếu cần để hoàn thành những cái đơn hàng ký kết. Thích ứng an toàn, linh hoạt, nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch khôi phục, chuyển sang trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, sau chuỗi ngày đóng cửa sản xuất, đình trệ số lao động đã nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng, về quê đang khiến nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ thiếu lao động nghiêm trọng, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Để đáp ứng được đơn hàng cho mùa mua sắm cuối năm, nhiều hội ngành hàng đã đề nghị được điều chỉnh giờ làm thêm của người lao động thay vì một số ngành đặc thù như quy định hiện hành. Với rất là nhiều các bộ ngành cũng như là những cái ban tư vấn của Thủ tướng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp ngành điện tử nói riêng, các cái doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nói chung cũng như là các doanh nghiệp sản xuất gia công chế biến xuất khẩu để chúng tôi có được gia tăng cái thời gian làm thêm giờ mà không bị khống chế cái mức trần là 300 giờ một năm và cũng không khống chế mức trần theo tháng nữa để cho chúng tôi có một cái điều kiện là trong chúng tôi đã nghỉ cho lao động nghỉ giãn cách trước rồi thì bây giờ đây là cái cơ hội để chúng tôi gia tăng tốc và cộng thêm với việc là lao động bị thất thoát rất nhiều trong mùa dịch thì chúng tôi buộc phải tăng ca để đáp ứng cái yêu cầu của đơn hàng. Liên quan đến vấn đề cái việc là tiêm vaccine cho người lao động ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương thì cơ bản họ đã bắt đầu tiêm được mũi 2, nhưng còn một số khác ở các tỉnh miền Đông, tỉnh miền Tây và tỉnh miền Trung thì bây giờ cái việc là tiêm mũi 1 cũng chưa đầy đủ. Chính cái này là cái áp lực. Và chính cái áp lực này thì cái việc là muốn quay trở lại để đi làm việc thì cũng là một cái đề án rất là khó cho doanh nghiệp. Thì đây là vấn đề cho rằng cái điểm khó thứ. Và cái thứ hai chúng tôi đang tiếp tục kiến nghị với Chính phủ và Bộ Y tế tiếp tục để tạo cái nguồn vaccine cho các cái tỉnh để làm sao tiêm đủ mũi 1 và đến giải quyết vấn đề mũi 2 trong cái tháng 10 và tháng 11 này để cho người lao động quay trở lại. Ngoài việc dồn sức cho sản xuất để bù đắp những đơn hàng đang dang dở trong dịch bệnh, các doanh nghiệp cũng kiến nghị tiếp tục ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động trong nhà máy, các khu công nghiệp, đội ngũ lái xe, vận tải, shipper, nhân viên làm công tác xuất nhập khẩu. Đồng thời họ muốn nhà nước hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về dòng tiền để tránh rơi vào tình trạng đứt thanh khoản. Theo Bộ Tài chính, hiện nay mức thuế xuất nhập khẩu thép xây dựng là khoảng 15-20%. Đây là mức bảo hộ cao và thực hiện trong một thời gian dài, đồng thời để góp phần hạ giá thành sản phẩm thép, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xây dựng, đầu tư, thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 58 và Nghị quyết số 63. Bộ Tài chính đã tính toán mức giảm hợp lý để hài hòa lợi ích người tiêu dùng và nhà sản xuất, đảm bảo mức chênh lệch hợp lý với nguyên liệu đầu vào. Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung danh mục trả nợ gốc các hiệp định vay của dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông Vận tải để trả nợ gốc khoản vay lại của dự án. Do dự án chậm hoàn thành, bàn giao nên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chưa tiếp nhận và thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc. Vì vậy, khi đến kỳ trả nợ gốc khoản vay lại của các hiệp định vay, Bộ Tài chính đã ứng từ quỹ tích lũy để trả nợ theo cam kết của Chính phủ tại các hiệp định vay đã ký. Hiện Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải sớm hoàn thành các thủ tục để bàn giao dự án cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm cơ sở chuyển giao khoản nợ để thành phố thực hiện trả nợ theo cơ chế tài chính của dự án. Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, trong số 106 nhà máy điện gió với tổng công suất là 5.655,5 MW đăng ký thử nghiệm vận hành thương mại, thì đến ngày 22 tháng 10 đã có 28 nhà máy điện gió với tổng công suất là 1.247,4 MW đã được công nhân vận hành thương mại. EVN cho biết sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin về tiến độ công nhận COD các dự án điện gió trước thời điểm ngày 31 tháng 10 năm 2021. Qua nửa đầu tháng 10 thì kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đã đạt hơn 500 tỷ đô la Mỹ. Bộ Công Thương dự báo mốc kỷ lục 600 tỷ đô la Mỹ có thể đạt được vào cuối năm nay. Theo Bộ Công Thương, cán cân thương mại hàng tháng đã chuyển dần sang nhập siêu từ thời điểm đầu quý 2 năm 2021. Đến nay, mức nhập siêu đã giảm dần, cán cân thương mại tháng 8 chỉ nhập siêu 100 triệu đô la Mỹ. Với tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu như hiện nay, Bộ Công Thương dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm có thể vượt 600 tỷ đô la Mỹ. Cán cân thương mại sẽ diễn biến phụ thuộc nhiều vào kết quả phòng chống dịch. Bộ Công Thương đang và sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu. Vừa qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn bán hàng cấm đối với lô hàng găng tay đã qua sử dụng của công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Diệp. Quyết định khởi tố đã được gửi đến Viện Kiểm sát huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn để xử lý theo quy định của pháp luật. Do tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam và trên thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp, xét thấy đây là mặt hàng có liên quan trực tiếp đến phòng chống dịch, Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát để thực hiện kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng nhập khẩu. Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy hàng hóa là găng tay có dấu hiệu đã qua sử dụng. Chi cục đã phối hợp với chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng lấy mẫu để xác định tình trạng của toàn bộ lô hàng. Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng có chứng thư giám định số 21C08GHQ000801 xác định là găng tay từ cao su tổng hợp đã được lưu hóa đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của chính phủ. Hàng hóa vi phạm thực tế có số lượng là 5.640 kg, trị giá hàng hóa vi phạm là 163,8 triệu đồng. Trong bản đánh giá về hiệu quả hoạt động của 351 cảng container trên toàn cầu do Ngân hàng Thế giới World Bank và IHS Markit thực hiện, trong top 50 cảng hoạt động hiệu quả nhất có 3 cảng của Việt Nam, gồm cảng Cái Lân thuộc tỉnh Quảng Ninh xếp vị trí thứ 46, cảng Hải Phòng chiếm vị trí thứ 47 và Cái Mép tại Vũng Tàu đứng thứ vị trí số 49. Theo thống kê, thì đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn hoạt động giao thương trên quy mô toàn cầu, gây xáo trộn thương mại và bộc lộ sự yếu kém trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91 năm 2021 quy định về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong vùng thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về thủ đô. Đáng chú ý, Nghị định quy định miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của các dự án đối với các công trình, dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, quản lý và bảo vệ môi trường được đầu tư toàn bộ từ nguồn vốn xã hội hóa. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Theo báo cáo gửi Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh của Chính phủ cho biết, hai dự án đường sắt đô thị số 1 và số 2 tại thành phố Hồ Chí Minh đã đội vốn lên hơn 48.000 tỷ đồng so với phê duyệt ban đầu. Riêng tuyến Bến Thành - Suối Tiên được dự báo khó có thể đưa vào vận hành khai thác vào đầu năm 2022 theo như dự kiến. Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công dự án do thiếu vật tư, thiết bị, nhân lực, chuyên gia nước ngoài không thể làm việc trực tiếp với nhà tài trợ đối tác. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay toàn thành phố đã cấp 23.008 giấy phép xây dựng, so với cùng kỳ giảm 28%, với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 6 triệu m2, so với cùng kỳ giảm 41%. Về công tác phát triển nhà ở, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét phân bổ cho Ủy ban nhân dân 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức nhà ở, đất ở thuộc sở hữu nhà nước phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn quận huyện. Thành phố đã đôn đốc chỉ đạo thành phố Thủ Đức và các quận huyện thực hiện công tác di dời 95 hộ dân tại 2 chung cư. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 235 về tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm luật đất đai trên địa bàn thành phố. Khẩn trương nghiêm túc thực hiện công tác thu hồi đất trên thực địa đối với các dự án vi phạm mà Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất để giao cho Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã quản lý và đề xuất phương án sử dụng đất phù hợp quy hoạch hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Bộ Y tế cho biết tính đến 17 giờ ngày 22 tháng 10, cả nước đã có 26 tỉnh thành đang ở cấp độ dịch 1, màu xanh bình thường mới. Theo tổng hợp của Bộ Y tế, tất cả các tỉnh thành đã thực hiện việc đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19. Kết quả có 26 địa phương ở vùng xanh, trong đó có thành phố Hà Nội. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng ở vùng vàng cấp 2. Đến 17 giờ ngày 21 tháng 10, cả nước có 26 tỉnh thành đang ở cấp độ dịch 1, màu xanh bình thường mới, 37 tỉnh thành còn lại ở cấp độ 2, màu vàng, nguy cơ trung bình. Không có tỉnh thành cấp 3, màu cam nguy cơ cao và cấp 4, màu đỏ nguy cơ rất cao. Đến nay, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, số người mắc và số người tử vong trong thời gian qua liên tục giảm. Mới đây, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn ban hành kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19. Hayat-Vax được sản xuất tại UAE, chỉ định tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, mỗi người được tiêm 2 mũi cách nhau từ 2 đến 4 tuần. Đặc biệt có thể sử dụng Hayat-Vax để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 là vaccine Sinopharm. Người bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào như là hoạt chất tá dược có trong thành phần của vaccine hoặc người có phản ứng dị ứng mạnh với lần tiêm vaccine này trước đó chỉ định dùng Hayat-Vax. Thông tin từ Sở Y tế Đồng Nai ngày 23 tháng 10 cho biết, tỉnh vừa ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 16. Trong đợt này, tỉnh triển khai tiêm 500.000 liều vaccine AstraZeneca. Thời gian triển khai tiêm từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10, tiêm cả ngày lễ và ngày nghỉ. Người dân đã tiêm mũi 1 ở cơ sở tiêm chủng nào thì tiêm mũi 2 ở cơ sở đó. Khoảng cách giữa hai mũi tiêm đối với vaccine AstraZeneca từ đủ 4 đến 12 tuần nếu người được tiêm đồng ý. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa ban hành hướng dẫn tạm thời về việc cho phép chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ hoạt động trở lại nhằm tạo điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Điều kiện để chợ hoạt động trở lại đối với những chợ tại địa bàn đang được cơ quan thẩm quyền đánh giá cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3 thì khách hàng phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định như là PC COVID, sổ sức khỏe điện tử để khai báo y tế khi đến chợ. Bộ Y tế cho biết tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, số người tham gia bảo hiểm y tế là 87,96 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 90,85% dân số. Trong đó, ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng trên 51 triệu người, chiếm 58%. Tổng số chi do ngân sách nhà nước đóng hỗ trợ mức đóng năm 2020 là 39.953 tỷ đồng, bằng 37% tổng số thu tiền đóng bảo hiểm y tế. Năm 2020, cả nước có hơn 167 triệu lượt khám chữa bệnh, giảm hơn 10% so với năm trước đó. Trong đó, thì số lượt khám chữa bệnh nội trú giảm khoảng 11%, ngoại trú giảm khoảng 9%. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Hơn 3,3 triệu người lao động đã được nhận hỗ trợ với tổng số tiền được giải ngân là hơn 8.000 tỷ đồng. Đây là kết quả sau gần một tháng thực hiện gói hỗ trợ 38.000 tỷ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp của Chính phủ. Đến nay, đã có trên 360.000 đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống còn 0% với số tiền giảm gần là 7.600 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến nay các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 278.000 khách hàng với dư nợ khoảng 531.000 tỷ đồng. Lũy kế giá trị nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng là khoảng 531.000 tỷ đồng, miễn, giảm, hạ lãi suất cho khoảng 1,7 triệu khách hàng với dư nợ gần 2,5 triệu tỷ đồng. Cho vay mới với lãi suất ưu đãi, doanh số lũy kế từ ngày 23 tháng 1 đến nay đã trên 5,2 triệu tỷ đồng cho hơn 800.000 khách hàng. Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, đơn vị này đã thực hiện chi hỗ trợ 1.235 tỷ đồng cho nhóm đối tượng thụ hưởng từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp theo nghị quyết số 116 của Chính phủ. Trong đó, chi cho đối tượng người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp 1.126 tỷ đồng, chi cho người lao động đang bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 109 tỷ đồng. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến hết tháng 12 năm 2020 là hơn 15 triệu người, giảm 153.092 người so với năm 2019. Đây là năm đầu tiên số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị giảm so với năm trước. Bộ trưởng kiến nghị đề xuất với Quốc hội tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát thực hiện luật bảo hiểm xã hội tại trung ương và địa phương, đặc biệt là vấn đề phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, vấn đề về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội. Theo Bộ Tài chính, hiện nay mức thuế suất thuế nhập khẩu thép xây dựng khoảng 15-20%. Đây là mức bảo hộ cao và thực hiện trong thời gian dài, đồng thời để góp phần hạ giá thành phẩm thép, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xây dựng đầu tư, thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại nghị quyết số 58 và nghị quyết số 63. Bộ Tài chính đã tính toán mức giảm hợp lý để hài hòa lợi ích của người tiêu dùng và nhà sản xuất, đảm bảo mức chênh lệch hợp lý với nguyên liệu đầu vào. Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, trong số 106 nhà máy điện gió với tổng công suất là 5.655,5 MW đăng ký thử nghiệm vận hành thương mại COD, thì đến ngày 22 tháng 10 đã có 28 nhà máy điện gió với tổng công suất là 1.247,4 MW đã được công nhận vận hành thương mại. EVN cho biết sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin về tiến độ công nhận COD các dự án điện gió trước thời điểm 31 tháng 10 năm nay. Quý vị đang theo dõi chương trình Hộp tin Việt Nam lúc 18 giờ trên kênh truyền hình SCTV8 VTV. Phần tiếp theo của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. 3 cảng Việt Nam trong bảng xếp hạng các cảng biển hoạt động hiệu quả nhất thế giới. Dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 vượt 600 tỷ đô la Mỹ. Chống xâm phạm sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ chính của quản lý thị trường. Chuyên mục tâm điểm, nhiều tổ chức hạ tăng trưởng của Việt Nam so với các dự báo trước đó. Trong bản đánh giá về hiệu quả hoạt động của 351 cảng container trên toàn cầu do Ngân hàng Thế giới World Bank và IHS Markit thực hiện, trong top 50 cảng hoạt động hiệu quả nhất có 3 cảng của Việt Nam, gồm cảng Cái Lân thuộc tỉnh Quảng Ninh xếp vị trí số 46, cảng Hải Phòng vị trí số 47, Cái Mép tại Vũng Tàu ở vị trí số 49. Theo thống kê, đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn hoạt động giao thương trên quy mô toàn cầu, gây xáo trộn thương mại và bộc lộ sự yếu kém trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Qua nửa đầu tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đã đạt hơn 500 tỷ đô la Mỹ. Bộ Công Thương dự báo mốc kỷ lục 600 tỷ đô la Mỹ có thể đạt được vào cuối năm nay. Theo Bộ Công Thương, cán cân thương mại hàng tháng đã chuyển dần sang nhập siêu từ thời điểm đầu quý 2 năm 2021. Đến nay, mức nhập siêu đã giảm dần, cán cân thương mại tháng 8 chỉ nhập siêu 100 triệu đô la Mỹ. Với tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu như hiện nay, Bộ Công Thương dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm có thể vượt 600 tỷ đô la Mỹ. Cán cân thương mại sẽ diễn biến phụ thuộc nhiều vào kết quả phòng chống dịch. Bộ Công Thương đang và sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu. Theo thông tin Tổng cục Hải quan vừa công bố, 15 ngày đầu tháng 10, cả nước nhập khẩu 8.197 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch gần 175 triệu đô la Mỹ. Trong đó dòng xe nhập khẩu nhiều nhất là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 6.485 xe, kim ngạch gần 122 triệu đô la Mỹ. Ô tô tải có lượng nhập khẩu nhiều thứ hai với 1.233 xe, kim ngạch gần 28 triệu đô la Mỹ. Như vậy chỉ nửa đầu tháng 10, nhưng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu gần bằng cả 9 tháng trước đó, tương đương với 8.669 xe. Sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 21 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành quyết định đầu tư dự án cảng hàng không Sapa Lào Cai theo hình thức đối tác công tư. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên. Dự kiến thời gian thực hiện dự án là 50 năm, thời gian xây dựng dự kiến là 4 năm, thời gian vận hành khai thác và thu hồi vốn là 46 năm. Tổng mức đầu tư của dự án gần 7.000 tỷ đồng. Sân bay sẽ được đầu tư bằng hình thức BOT tương tự sân bay Vân Đồn. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chương trình kế hoạch chỉnh trang phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, trong đó có việc di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân sống trên và ven kênh rạch trên địa bàn thành phố. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch triển khai 53 dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch với hơn 20.300 căn nhà được di dời. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay toàn thành phố đã cấp 23.008 giấy phép xây dựng so với cùng kỳ giảm 28%, với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 6 triệu m2 so với cùng kỳ giảm 41%. Về công tác phát triển nhà ở, Ủy ban nhân dân thành phố đang xem xét phân bổ cho Ủy ban nhân dân 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức nhà ở, đất ở thuộc sở hữu nhà nước phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn quận huyện. Thành phố đã đôn đốc chỉ đạo thành phố Thủ Đức và các quận huyện thực hiện công tác di dời 95 hộ dân tại 2 chung cư. Savile Hà Nội cho biết Giá bán khu vực phía đông Hà Nội đã gia tăng sức cạnh tranh nhờ sự cải thiện mạnh mẽ về hạ tầng giao thông xã hội. Cụ thể, so với đầu năm nay, hiện giá sơ cấp tại khu Nam Từ Liêm đã tăng 10% trên một năm kể từ năm 2017, còn Long Biên khoảng 12% trên một năm. Cùng với sức bật về hạ tầng giao thông, đơn vị này cho biết những yếu tố như không gian thoáng, sự xuất hiện các trung tâm thương mại, bệnh viện cao cấp rồi các tiện ích khác là những lý do để thuyết phục dân trong nội đô chuyển sang khu vực mới này. Savo cho rằng làn sóng dịch chuyển từ khu vực nội đô sang khu phía đông ngày một rõ nét thời gian gần đây. Chính điều này đã góp phần tạo nên xu hướng tăng trưởng về giá. Dù lực lượng chức năng cả nước đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nhưng tình hình xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn ra rất phổ biến, đến mức báo động đỏ. Chính vì vậy, ngày 22 tháng 10, Tổng cục Quản lý Thị trường đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức tọa đàm nâng cao năng lực của cơ quan quản lý thị trường trong xử lý và xâm phạm quyền sở hữu bằng biện pháp hành chính. Số liệu thống kê từ chương trình 168 về phối hợp hành động phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho thấy, năm 2020, các lực lượng chức năng của các bộ ngành đã xử phạt 1.300 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tổng số tiền xử phạt trên 25 tỷ đồng. Trong đó, 95% các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được xử lý bằng biện pháp vi phạm hành chính. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần biện pháp xử phạt bằng hành chính chuyển sang biện pháp tư pháp để phù hợp với xu thế toàn cầu. Hiện nay, quản lý thị trường là lực lượng nòng cốt của chính phủ trong việc xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính. Trong suốt quá trình hoạt động, quản lý thị trường có 3 nhiệm vụ chính là chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong quá trình thực thi các nhiệm vụ, không chỉ quản lý thị trường mà các lực lượng khác cũng gặp không ít khó khăn bởi mặt trận chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là rất rộng, biểu hiện ở nhiều góc độ, khía cạnh, ở nhiều chủng loại, mặt hàng và hành vi vi phạm ngày càng tinh vi. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, giả về nhãn hiệu, thương hiệu, giả về chất lượng, đo lường diễn ra phổ biến ở mặt hàng xăng dầu, phân bón. Chống hàng giả hay là chống xâm phạm quyền trí tuệ thì mới là cái trách nhiệm chính của lực lượng thị trường. Chính vì thế cho nên là có thể nói rằng là đối với cả nhất là trong cái bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế trong những năm gần đây thì là chống hàng giả hiện nay đang là một trong những cái nghĩa vụ trách nhiệm mà chính phủ giao cho lực lượng thị trường. Đồng quan điểm với quản lý thị trường, đại diện Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế cũng cho hay, khi Việt Nam gia nhập nhiều hiệp định thương mại tự do, nhất là những hiệp định tự do thế hệ mới, thì cam kết về quyền sở hữu trí tuệ là vấn đề đặt lên hàng đầu. Một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của các nước phát triển là việc xác định sở hữu trí tuệ của các sáng chế phát minh. Chỉ những quốc gia nào bảo vệ được quyền sở hữu trí tuệ thì nền kinh tế mới phát triển ổn định, vững mạnh. Thị trường nói riêng cũng như là các hệ thống và các cơ quan chức năng của nhà nước chúng ta nói riêng, nói chung là chúng ta phải thay đổi cái cách nhìn, không chỉ là chúng ta chỉ đưa ra được những cái giải pháp và cách thức để thực hiện vào những nước mà phải thực hiện theo những cái cam kết quốc tế nữa, mà chúng ta bây giờ cũng sẽ là một cái nước mà tham gia và có những cái sở hữu phát minh sáng chế và các cái đăng ký của chúng ta. Hàng giả hay là nói một cách nó chính thức đấy là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, giảm tiêu chuẩn đo lường chất lượng thì vân vân, đang là một trong những cái nhiệm vụ rất là lớn và chủ yếu của lực lượng thị trường. Và giai đoạn từ nay đến 2030 thì lực lượng thị trường thì đặt trọng tâm đến đây là cái công tác chính, chuyên môn chính của lực lượng thị trường. Do vậy, để giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người tiêu dùng, của doanh nghiệp làm ăn chân chính, giai đoạn từ nay đến năm 2030, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ là nhiệm vụ chính, trọng tâm của toàn lực lượng. Làm được điều này, việc nâng cao năng lực của cơ quan quản lý thị trường là điều kiện tiên quyết. Qua thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, đội quản lý thị trường số 1 Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tiền Giang đã phát hiện 300 bao phân bón NPK Nutric xuất xứ Malaysia loại 50 kg một bao với tổng khối lượng là 15 tấn, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài và có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, nhưng trên nhãn phụ không ghi các nội dung như tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Đội quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý đối với các cá nhân có hành vi hàng hóa có nhãn phụ, không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa và nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa và buôn bán phân bón không có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam. Theo Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam thuộc Bộ Xây dựng, giá vật liệu xây dựng trong nước hiện đã tăng bình quân tới 25% so với đầu năm, nhất là sắt thép, ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ các công trình xây dựng. Theo rà soát của Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam thuộc Bộ Xây dựng, thép xây dựng hiện chiếm khoảng 28% chi phí xây một căn hộ chung cư và khoảng 35% chi phí xây dựng một căn nhà liền kề. Với giá thép hiện tăng lên tới 40-45% so với những tháng đầu năm, đơn giá bán nhà của các nhà đầu tư sẽ chịu tác động lớn. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất xi măng cũng đã điều chỉnh mức giá sản phẩm bán ra với mức tăng từ 30-40.000 đồng trên 1 tấn trở lên, cũng làm đội chi phí đầu tư xây dựng so với dự kiến ban đầu của các công trình trở thành nỗi lo của nhiều nhà thầu xây dựng và các chủ đầu tư. Ngành xây dựng Việt Nam đang có rất nhiều dư địa tại thị trường quốc tế, trong đó nhiều sản phẩm vật liệu xây dựng của Việt Nam đang xuất khẩu top đầu thế giới. Đây là nhận định của các chuyên gia tại buổi tọa đàm làm thế nào để ngành công nghiệp xây dựng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn do Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mới đây. Có sản phẩm xuất khẩu tới 120 quốc gia, trong đó sản phẩm vật liệu xây dựng, nội ngoại thất và dịch vụ xây dựng là ba nhóm ngành đang đưa xây dựng Việt Nam lên bản đồ công nghiệp xây dựng thế giới. Ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam còn nhiều tiềm năng để chinh phục thị trường thế giới. Trong khi chúng ta có một quy mô dân số bằng 1/80 của thế giới, thế thì cái mức mà chúng ta xác định là 1/80 là không có phải là một cái mức quá khó đối với ngành xây dựng Việt Nam, mà 1/80 đó là phải lên đến hơn 150 tỷ đô. Thế tôi nghĩ đó là cái mục tiêu ban đầu chúng ta có thể đặt ra cho ngành xây dựng Việt Nam. Nguồn nhân lực của Việt Nam về xây dựng gấp 3 lần mức bình quân của thế giới. Tôi nghĩ là mình có thể đặt một cái mục tiêu cao hơn. Sau khi chúng ta đạt được cái mục tiêu 1/80 thì chúng ta có thể đạt là 3/80. Đấy, thì tôi nghĩ là khi đó rõ ràng xây dựng sẽ trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia. Tính riêng trong năm 2020, tổng giá trị công trình ngành xây dựng đạt 53 tỷ đô la Mỹ, trong đó vật liệu xây dựng là 22 tỷ đô la Mỹ, 16 tỷ đô la Mỹ đến từ dịch vụ xây dựng và 15 tỷ đô la Mỹ là doanh thu đến từ ngành nội ngoại thất. Ngành công nghiệp xây dựng đóng góp 26% vào GDP. Trong đó, riêng vật liệu xây dựng xuất khẩu có 5 nhóm sản phẩm của Việt Nam đang giữ top đầu thế giới. Xi măng đang đứng thứ 3 thế giới về sản lượng, kính xây dựng ở top 5 ASEAN về công suất sản xuất, gạch ốp lát xuất khẩu top 25 thế giới, xuất khẩu nội ngoại thất cũng mang về 12,7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020. Đây là bước tiến vượt bậc của ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam bởi từ 100% vật liệu xây dựng phải nhập khẩu thì sau gần 30 năm, nhiều sản phẩm của ngành xây dựng Việt Nam đang góp mặt vào chuỗi cung ứng thế giới. Vật liệu chống với biến đổi khí hậu và có giá thành rẻ hơn, hiệu quả hơn, nhẹ hơn, dễ sử dụng và sử dụng ít tài nguyên không tái tạo. Đấy là xu thế ngành xây dựng đang tiến tới và đang cùng bước đi với thế giới. Chúng ta là một thị trường đang phát triển, do đó chúng ta hoàn toàn có khả năng, hoàn toàn có cái mong ước và hoàn toàn có cái tâm huyết để thực hiện cái chiến lược này. Với tiềm năng sẵn có, Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề ra 2 mục tiêu phấn đấu. Thứ nhất, xuất khẩu hoàn chỉnh công trình ra thế giới thay vì chỉ bán nguyên vật liệu làm nên công trình. Và thứ hai, xuất khẩu các sản phẩm vật liệu xây dựng có hàm lượng chất xám cao. Mục tiêu chen chân vào thị trường 12.000 tỷ đô la Mỹ của thế giới, đồng thời đưa ngành xây dựng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Sau đây là những thông tin giá cả thị trường tiêu dùng mà chúng tôi vừa cập nhật. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Giá lợn hơi tại miền Bắc điều chỉnh tăng tại nhiều địa phương so với cuối phiên ngày hôm qua, dao động trong khoảng từ 36.000 đến 42.000 đồng 1 kg. Thị trường lợn hơi khu vực miền Trung Tây Nguyên điều chỉnh từ 1 đến 3.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 35 đến 39.000 đồng 1 kg. Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay tăng từ 1 đến 2.000 đồng trên 1 kg. Giá lợn hơi tại miền Nam dao động trong khoảng từ 37.000 đến 40.000 đồng 1 kg. Theo khảo sát, giá tiêu hôm nay tiếp đà đi xuống. Hiện giá thu mua dao động trong khoảng từ 85.500 đến 87.500 đồng 1 kg. Trong đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giảm 1.000 đồng trên 1 kg xuống còn 87.500 đồng 1 kg. Đây cũng là mức giá cao nhất ở thời điểm hiện tại. Mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp giá vàng và ngoại tệ trong phiên giao dịch ngày hôm nay, 23 tháng 10. Bức tranh kinh tế 9 tháng có nhiều gam màu trầm, nhiều chỉ số vĩ mô bị kéo tụt bởi dịch bệnh COVID-19. Trong đó, lần đầu tiên GDP hàng quý ghi nhận mức tăng trưởng âm, nhập siêu hơn 2 tỷ đô la Mỹ trong 9 tháng, ngành du lịch bị đóng băng hoàn toàn. Chính vì vậy, hiện nay tất cả các tổ chức quốc tế cũng như trong nước đều hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam so với các dự báo trước đó. Mục Tâm điểm ngày hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề này. Căn cứ vào diễn biến dịch bệnh đang còn rất phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Dệt may Việt Nam lo ngại mục tiêu xuất khẩu dệt may 39 tỷ đô la Mỹ sẽ rất khó khăn bởi khả năng đứt gãy chuỗi cung ứng do khách hàng chuyển đơn hàng đi nơi khác và nguy cơ thiếu lao động do lao động về quê tránh dịch không dễ quay trở lại ngay. Cả hai vấn đề này đều không phải một sớm một chiều có thể giải quyết được. Đối với lao động thì ngay sau khi mà có thể khống chế dịch thì chúng tôi dự kiến là khả năng cũng chỉ có thể có được khoảng độ 60 đến 65% hoặc 70% số lao động quay trở lại để mà các doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Bởi vì họ đã về quê, họ đã đi kiếm việc khác và họ đã tìm mọi cách để người ta có thể duy trì được cuộc sống, cho nên cái việc quay trở lại không phải dễ dàng. Dự báo về tình hình kinh tế xã hội những tháng cuối năm, Tổng cục Thống kê cho rằng với mức tăng trưởng 9 tháng 1,42% thì khả năng đạt được mục tiêu tăng trưởng 6% theo yêu cầu của Quốc hội và 6,5% theo yêu cầu của Chính phủ đặt ra cho cả năm là khó khả thi. Kinh nghiệm theo dõi đối với cái đợt dịch đầu tiên ở Bắc Ninh, Bắc Giang thì cái công nhân mà khi mà hết dịch thì công nhân mà đi làm trở lại thường sẽ phải có cái độ trễ khoảng 1 đến 2 tháng để công nhân mới đi làm trở lại đầy đủ. Và như vậy thì đối với Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh là những nơi mà trọng điểm công nghiệp của cả nước và đang bị ảnh hưởng lớn ấy, thì khi mà trở lại bình thường thì cái công nhân trở lại thì cũng có cái độ trễ. Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương mùa thu năm 2021 của Ngân hàng Thế giới World Bank cũng đã hạ tăng trưởng GDP của Việt Nam từ mức 4,8% xuống 2 đến 2,5% trong năm 2021, trong khi Ngân hàng châu Á ADB cũng đã hạ dự báo tăng trưởng từ 4,7% xuống 3,8%. Standard Chartered dự báo tăng 2,7% năm 2021 thay vì 4,7% như trước đó. Dù sao ấy, thì cái tiến trình vaccine của chúng ta nó vẫn còn chưa được như là mong muốn. Và đây cũng là một cái rào cản lớn để cho chúng ta chưa thể mở cửa nhanh được trong thời gian vừa qua. Rồi một cái nữa là những gói hỗ trợ của chính phủ được đưa ra, tuy nhiên quá trình triển khai nó vẫn còn vướng mắc, nó vẫn còn chậm. Với kịch bản tích cực hơn, Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV cho rằng nếu Việt Nam có thể kiểm soát tốt dịch bệnh và có đủ nguồn vaccine như kế hoạch đề ra, đẩy nhanh tiêm chủng, đạt tỷ lệ 70% người trưởng thành được tiêm đủ 2 mũi vào cuối quý 1 năm 2022, cả nước nhất quán phương châm sống chung an toàn với Covid, sớm khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội. Khi đó, kinh tế sẽ phục hồi nhanh ngay trong quý 4, tăng 5,3%, giúp GDP cả năm 2021 tăng khoảng 3%. Khả năng xảy ra kịch bản này là không cao. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát đi thông điệp về chiến lược mới trong phòng chống dịch COVID-19. Không thể phong tỏa mãi, cần thích nghi an toàn với dịch. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch kịch bản, phục hồi và thúc đẩy kinh tế trong điều kiện mới. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng đề cương, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế trong giai đoạn 2022-2023 và dự thảo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế gắn với nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế giai đoạn 2022-2023. Để phục hồi và phát triển kinh tế cũng cần xác định đối tượng ưu tiên, hỗ trợ phù hợp, có trọng tâm trọng điểm, hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các hoạt động kinh tế tạo động lực phục hồi và phát triển bền vững cho nền kinh tế. Đồng thời cũng cần có các giải pháp về y tế để chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19. Hoan nghênh các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tuy nhiên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa phản ánh số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn do tác động của đại dịch tiếp cận được các gói hỗ trợ siêu cao. Đặc biệt, cản trở chính khiến doanh nghiệp dù thực sự khó khăn nhưng chưa dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng chính sách là không thỏa mãn điều kiện xin hỗ trợ. Chúng tôi đề nghị chỉ đạo các bộ ngành có liên quan rà soát các điều kiện để các gói hỗ trợ đến được doanh nghiệp cần giúp đỡ. Kết quả điều tra của Ngân hàng Thế giới 2020 cho thấy chỉ có 27% doanh nghiệp nhỏ và 37% doanh nghiệp lớn trong số các doanh nghiệp được điều tra tiếp cận được chính sách. Các gói hỗ trợ còn thấp và giãn thuế còn mang tính chất cầm chừng, mức độ hỗ trợ là không đủ, ít hơn nhiều so với nhu cầu của doanh nghiệp khi bị tác động của đại dịch Covid-19. Đồng quan điểm này, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, từ nay đến giữa năm 2022, ngành du lịch đặt mục tiêu phục hồi. Song để mục tiêu này thực sự trở nên thực tế hơn, ngoài các chính sách tiền tệ mà chính phủ đưa ra cần thông thoáng và có các khoản hỗ trợ bằng tiền mặt, thì cần có sự ưu tiên trong tiêm vaccine cho nhân lực trong lĩnh vực du lịch. Đối với những doanh nghiệp mà cho đến thời điểm này, sau 2 năm mặc dù khó khăn như thế, nhưng vẫn đang tiếp tục có duy trì, mặc dù là rất là yếu ớt thôi nhưng vẫn tiếp tục duy trì, thì chúng ta cũng phải có những cái chính sách để làm sao hỗ trợ cho họ, ví dụ như hỗ trợ về vốn như thế nào để họ tiếp tục duy trì và tái tạo cái hoạt động của mình. Thứ hai là cho họ vay ra làm sao để họ có thể là ứng tạm cho cái tiền lương đối với người lao động để duy trì. Cần phải có một cái sự ưu tiên cho cái tiêm vaccine, tiêm vaccine đầy đủ cho những nhân lực lao động du lịch, cho các cái doanh nghiệp thực hiện trong cái lĩnh vực du lịch. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, bối cảnh càng khó khăn thì càng phải cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh mạnh mẽ hơn, thông qua sửa đổi, hoàn thiện thể chế, kiên trì mở rộng quyền tự do kinh doanh, tháo bỏ rào cản và loại bỏ thủ tục hành chính để tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hành chính ngày càng minh bạch, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nền tảng quan trọng, tác động trực tiếp đến hoạt động làm ăn, kinh doanh của doanh nghiệp.